Mình hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày 28 tháng 8 năm 2019 này. Hiện tại chúng tôi là có anh Thắng ở tại Tình Cương và anh ấy đặt chúng tôi một bộ ghế Âu Á hộp gỗ đỏ và hôm nay anh đã xong phần mộc rồi, hôm nay anh đã đến để ký duyệt. Thì anh ấy đặt chúng tôi bộ này là hàng cực kỳ là dày dặn với thông số là VIP, hàng dày hơn hàng thường rất là nhiều. Rồi vị thì thấy kể những trống rất dày. Trên màn hình đây là anh Thắng đây. Và bác là bố của anh ạ. Bố anh đấy. Vâng. Đôn. Vâng. Đúng rồi. Cái giày đấy chỉ có anh ấy. Rất là dày. Hàng siêu dày. Siêu VIP luôn. Bàn đây. Mặt bàn một lá vân gỗ rất là đẹp. Vị ở thế. Bắt đầu lên thế. Hàng đẳng cấp luôn. Nó làm đấy yên tâm, năm nay nó cẩn thận lắm. Thì anh cẩn thận làm, phải đạt chuẩn. Làm cái gì là cứ cẩn thận, không làm thôi. Anh khách hàng rất là ưng ý và hài lòng với bộ sản phẩm của chúng tôi làm cho anh ấy. Để quý vị có thể thấy phần vách rất dày, chúng tôi đục chạm nó nổi hẳn lên. Nổi hẳn lên quý vị thấy nhá. Phần gỗ nhất là chúng tôi chọn lọc rất là kỹ, vô cùng là sạch sẽ và dày. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm chúng tôi nhé. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com. Xưởng có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ.